Ca sĩ Đan Nguyên về nước lần đầu sau gần 20 năm. Về lại Việt Nam sau thời gian dài xa quê hương, ca sĩ Đan Nguyên cùng các nghệ sĩ đã đến thăm tặng quà cho các nghệ sĩ lão thành tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ quận 8 Sài Gòn và trẻ em mồ côi ở làng trẻ em SOS Gò Vấp. Đây là lần đầu tiên ca sĩ nhạc vàng này về Việt Nam sau gần 20 năm. Từ lâu nay Đan Nguyên được xem là ca sĩ có vấn đề đối với chính quyền trong nước vì anh nổi tiếng với nhạc lính và hát nhiều ca khúc có yếu tố chính trị. Vì vậy, lần về nước này của Đan Nguyên đơn thuần chỉ là làm từ thiện và thăm quê hương, chứ không tham gia hoạt động ca hát từ lâu đan nguyên thành lập một quỹ thiện nguyện mang tên đan nguyên foundation và thường xuyên gửi tiền về giúp đỡ đồng bào trong nước gặp khó khăn thông qua đại diện của mình ở trong nước đặc biệt là đồng bào ở miền trung sau những cơn bão lũ đan nguyên quê quán ở huế anh luôn hướng về vùng quê còn nhiều khó khăn của mình đây là lần đầu tiên đan nguyên trực tiếp về việt nam làm thiện nguyện sau nhiều năm chỉ thông qua đại diện của mình chuyến thiện nguyện này có sự tham dự của các nghệ sĩ hải ngoại và trong nước như ca sĩ Đan Nguyên, ca sĩ Kyo York, MC Đức Tiến, đạo diễn Cường Ngô, nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Ca sĩ Đan Nguyên chia sẻ, đây là lần đầu tiên Đan Nguyên về nước. Sau mười mấy năm, Đan Nguyên cũng có cơ duyên được đến thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ. Đan Nguyên cảm thấy rất thương các cô chú lớn tuổi. Thật sự mà nói, những nghệ sĩ không có con cái, họ cũng rất cô đơn. Họ cống hiến suốt cuộc đời mình cho nghệ thuật, nhưng cuối cuộc đời lại rất cô đơn. Đan Nguyên thương lắm hy vọng là sẽ có một nơi rộng lớn hơn để nhiều nghệ sĩ hơn được chăm sóc để các cô chú bớt buồn cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây cùng đan nguyên hy vọng tương lai sẽ có thật nhiều nghệ sĩ được hạnh phúc hơn vui vẻ hơn chuyến thăm thứ hai là đến làng trẻ em sos gò vấp thấy các trẻ em mồ côi nhiều lứa tuổi khác nhau đan nguyên rất thương từ nhỏ đan nguyên đã muốn làm một cái gì đó tốt đẹp cho xã hội đan nguyên cũng muốn sau này có cơ hội để mở một trại mồ côi để tất cả trẻ em mồ côi đều có nơi để được nuôi dưỡng chăm sóc ăn học nên người Đan Nguyên hy vọng một ngày rất gần, xã hội chúng ta sẽ giàu mạnh hơn, sẽ không còn trẻ em mồ côi, ai cũng có đủ đầy cha mẹ, là niềm mơ ước của Đan Nguyên. Đan Nguyên hy vọng không chỉ riêng Đan Nguyên mà còn thật nhiều anh chị em nghệ sĩ chung tay để giúp. Đan Nguyên rất cảm động khi đến đây, Đan Nguyên sẽ trở lại đây trong những lần tới, khi Đan Nguyên về Việt Nam. Báo tuổi trẻ có bài ngắn đưa tin về sự kiện Đan Nguyên về nước làm thiện nguyện, nhưng sau đó bản tin đã bị gỡ. Chàng lãng tử Đan Nguyên, cuộc sống giàu sang bao nàng mê đắm, vẫn độc thân tuổi U40. Sinh tại Huế vào năm 1984, Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Đặng Đan, thích nghe hát từ thuở niên thiếu với các giọng ca Tuấn Vũ Duy Khánh, Chế Linh, Bảo Yến và thường ca hát với bạn bè. Anh và gia đình đến Mỹ vào năm 98, định cư đầu tiên ở quận Cam, Nam California. Khi mới 16 tuổi, vào năm 2000 anh đã tham dự nhiều cuộc thi hát và chiếm giải nhất. Đan Nguyên tình cờ đến với trung tâm Asia nhờ một ca sĩ người Mỹ gốc Việt giới thiệu. Bước đường ca hát của Đan Nguyên bắt đầu thanh thang từ khi bước vào trung tâm bây giờ. Tại một trường đại học quận Cam, Đan Nguyên từng theo học ngành âm nhạc. Trong một lần hát chung với nam danh ca Chế Linh, với ca khúc đầu tiên là Thói đời của nhạc sĩ Trúc Phương, Đan Nguyên đã nhận được rất nhiều sự ái mộ của khán giả. Sau đó Đan Nguyên đơn ca bản Hãy quên anh của Phương Kim, dần dần tạo nên chỗ đứng vững vàng trên sân khấu ca nhạc hải ngoại, là một trong những giọng ca chính của trung tâm Major trong thời gian dài. Đan Nguyên hầu như cuối tuần nào cũng đáp phi cơ đến nhiều thành phố có người Việt Nam sinh sống để hát. Lịch trình diễn của anh đầy kín. Anh cho biết những ca khúc mà khán giả thường yêu cầu hát là Kẻ ở miền xa, Thói đời hãy quên anh, Những lời này cho em, Thành phố mưa bay. Chất giọng của Đan Nguyên có một nỗi buồn khó tả. Có lẽ từ việc chưa bao giờ thấy được mặt cha, xa cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ nên đã tạo nên giọng ca đặc biệt của Đan Nguyên. Biết mẹ phải cam khổ nuôi mình và mấy đứa em, sau này mới gánh nặng gia đình đặt trên vai, anh quyết giúp đỡ gia đình và nhiều bà con nghèo ở quê nhà với thu nhập được từ nghề ca sĩ. Sau một thời gian làm ca sĩ nòng cốt của Trung tâm Asia, anh chuyển sang hợp tác cùng Trung tâm Thúy Nga. Những video bài hát do Đan Nguyên trình bày ở Asia và Thúy Nga đều có triệu view trên YouTube. Phần nào nói lên sự yêu thích rất nhiều của khán giả dành cho anh. Mặc dù phải thức khuya về cái nghề mua vui cho thiên hạ, cộng với ánh đèn sân khấu đầy mê hoặc, Đan Nguyên có cuộc sống lành mạnh, không hút thuốc, uống rượu, uống cà phê. Cơ thể săn chắc, trắng kiện của anh là nhờ thường xuyên tập thể hình, cùng với những năm tháng mê tập võ hồi niên thiếu. Hiện tại nam ca sĩ ngày càng chứng minh mình là một nghệ sĩ đa di năng. Đan Nguyên còn tham gia đóng phim bên cạnh công việc ca hát. Lần đầu tiên anh đóng vai chính trong bộ phim hành động Cánh Diều Mưa của đạo diễn Cường Ngô thực hiện tại Mỹ. Theo nhiều nguồn tin, Đan Nguyên có cuộc sống vô cùng giàu sang tại Mỹ. Anh khoe loạt ảnh siêu xe, những món đồ hiệu thuộc các thương hiệu thời trang xa xỉ và đắt giá nhất hành tinh trên trang cá nhân. Có cuộc sống vạn người mơ, nhưng Đan Nguyên không mấy khi tiết lộ về cuộc sống đời tư, mặc dù đã có hơn chục năm bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và được ba cô gái mê đắm nam ca sĩ thường khẳng định hiện anh vẫn đang độc thân trong một vài lần trả lời truyền thông và trên trang cá nhân anh cũng từng nói về mẫu người yêu tương lai không cần đẹp nhưng phải có duyên trung thủy có thể thông cảm và chia sẻ buồn vui với nhau trong cuộc sống ở đan nguyên còn có một đức tính được khán giả việt trân trọng dù đã xa quê hơn hai thập kỷ được yêu quý bởi giọng hát song đan nguyên có tấm lòng hướng về quê nhà đặc biệt là những đồng bào khó khăn trong tương lai nhiều người hâm mộ bày tỏ hy vọng nam ca sĩ sẽ sớm có dịp về nước biểu diễn Giọng ca hải ngoại băng tâm lần đầu tiết lộ tình cảm giữa mình với Đan Nguyên. Trong buổi livestream trước thềm đêm nhạc kỷ niệm 35 năm của Thúy Nga Paris by Night, nữ ca sĩ băng tâm đã có dịp chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề của mình. Đặc biệt, mối quan hệ thân tình giữa cô và Đan Nguyên khiến nhiều người bất ngờ. Nữ ca sĩ hải ngoại chia sẻ, mình và Đan Nguyên đã chơi với nhau rất lâu. Tính cô rất hay nhõng nhẽo mà Đan Nguyên lại rất ga lăng, nên mỗi lần được anh chiều chuộng cô đều rất thích không chỉ vậy nam ca sĩ còn đối xử rất tốt với băng tâm mỗi lần cô thèm ăn gì anh đều chở cô đi ăn tất cả những món cô muốn trong đó có một kỷ niệm với đan nguyên mà đến tận bây giờ cô vẫn nhớ mãi theo lời kể của băng tâm có một lần nhà đan nguyên tổ chức tiệc anh chị em nghệ sĩ đến rất đông khiến cô rất ngại chỉ dám ngồi một chỗ khi ấy mọi người mới bày ra trò là người nam sẽ quăng người nữ xuống hồ bơi vì sợ quá nhưng lại không dám nói ra là mình không biết bơi cô mới lại nói với đan nguyên rằng đan ơi tâm không biết bơi tâm trốn về nhé Nghe vậy Đan Nguyên dẫn cô vào phòng ngủ của mình, rồi nhốt luôn trong đó khóa cửa lại. Đan Nguyên còn nói Tâm cứ ngồi trong đây không ai biết hết. Cũng chính nhờ như vậy mà lần đó Tâm Đan thoát được trò chơi khiến cô thấy sợ. Chính vì vậy mà cô luôn cảm thấy biết ơn và quý trọng người bạn của mình. Từ khoảnh khắc đó tôi vô cùng cảm động và sao xuyến khi một người nam bảo vệ che chở cho mình, khiến mình thấy rất ga lăng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi khen Đan Nguyên, Chưa tính tôi thích ai thương ai là không bao giờ tôi nói ra. Nữ ca sĩ chia sẻ tình cảm về người đồng nghiệp thân thiết của mình, có lẽ cũng chính từ sự thân thiết luôn giúp đỡ nhau ở ngoài đời nên khi lên sân khấu cả hai luôn phối hợp với nhau nhịp nhàng, với chất giọng trầm ấm của Đan Nguyên cùng giọng ca ngọt ngào của Băng Tâm, cả hai luôn là cặp song ca đẹp đôi được khán giả yêu mến. Cũng trong buổi livestream này nữ ca sĩ chia sẻ về những kỷ niệm của mình khi hoạt động ở Thúy Nga. Cùng với Hương Lan Hương Thủy, cô luôn xem nữ ca sĩ Hương Lan như người mẹ mình mà mình vô cùng quý trọng nhưng không bao giờ dám mơ tưởng đến việc đứng chung trên sân khấu bên cạnh đó băng tâm cũng chia sẻ dù chưa từng được hát chung với hương thủy nhưng cô vô cùng biết ơn đàn chị của mình bởi lẽ những ngày mới về trung tâm thúy nga còn nhiều bỡ ngỡ chính hương thủy và đan nguyên là người luôn ủng hộ cô giúp cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều đến nay dù đã rất nhiều năm kể từ lần đầu tiên được đứng trên sân khấu của thúy nga nhưng mỗi lần bước lên sân khấu cô đều cảm thấy hồi hộp nhưng dù sao nữ ca sĩ vẫn thấy vô cùng hạnh phúc vì nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả ngay từ nhỏ Băng Tâm đã được ba mẹ cho đi học múa hát và đi diễn ở nhiều nơi, kể cả đài truyền hình. Đến năm 94, Băng Tâm cùng gia đình sang Mỹ định cư và tiếp tục học thanh nhạc với các thầy Duy Khánh, Nhật Ngân, Trí Tâm và cô Hương Lan. Với chất giọng ngọt ngào dễ đi vào lòng người, hiện nay Băng Tâm đang là nữ ca sĩ hải ngoại được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước biết đến và yêu mến. Ca sĩ Tâm Đoan bị tai nạn giao thông ở Mỹ, Ca sĩ Tâm Đoan chia sẻ bị tai nạn giao thông hồi giữa tháng 7, chị lái xe Mercedes đưa con gái ra đường, vừa đỗ ở làn chờ giữa thì bị một chiếc xe tông thẳng bên hông, cú tông khiến xe của ca sĩ bị hỏng nặng, biến dạng phần sườn. Trong một thoáng, Tâm Đoan tưởng đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Sau khi nhập viện, kết quả chụp MRI cho thấy màng xương sống lưng, cổ và bả vai trái bị rách 6 đến 9 mm nhiều vị trí, vài vết rách khá lớn. Từ đó đến nay Tâm Đoan vẫn chịu cơn đau kéo dài mỗi khi cử động, thở mạnh, chị hồi phục chậm trong khi con gái chỉ bị thương nhẹ, ổn định sau một ngày. Dù vậy, Tâm Đoan vẫn thu xếp sang Thái Lan tham gia một chương trình âm nhạc. Chị nén đau với những buổi tập trên giày câu gót, phải uống thuốc giảm đau khi chính thức ghi hình. Trên sân khấu, vài lần trước mắt tôi tối sầm, không nhìn rõ người hay camera. May mắn tôi đã xin diễn các tiết mục hát không kèm múa trước đó. Chị kể, chương trình vừa kết thúc, tâm đoan cảm giác như diều đứt dây, không thể tiếp tục nán lại sân khấu nên được đưa về khách sạn. Chồng và các con tịch thu điện thoại yêu cầu chị nghỉ ngơi. Họ hiểu tính cách chị nếu nghe tiếng chuông báo tin nhắn sẽ trả lời bằng được. Tâm đoan ngủ vùi hơn 24 tiếng. Thức dậy mới biết chuyện rất nhiều khán giả nhắn tin gọi điện thoại. Một số đứng chờ trước cổng khách sạn. Ca sĩ nói tôi vốn không định chia sẻ câu chuyện nhưng sợ mọi người hiểu nhầm. Tôi rất trân quý tình cảm của khán giả, chỉ là không thể gặp họ trong tình trạng hiện tại. Tâm đoan dự tính vài hôm sau, sức khỏe ổn định sẽ cùng chồng đưa hai con đi du lịch Nhật Bản dịp cuối hè như đã hứa. Suốt thời gian qua, chị được chồng con theo sát quan tâm chăm sóc, khi chị ở trong phòng một mình, các bé thỉnh thoảng vào kiểm tra hỏi thăm mẹ. Tâm Đoan sinh năm 1977 là ca sĩ người Canada gốc Việt, từ nhỏ chị học mandolin và guitar, tham gia sinh hoạt văn nghệ tại nhà thiếu nhi, thu âm nhiều bài hát trên sóng phát thanh của tỉnh. Năm 1989, Tâm Đoan cùng mẹ và em sang Canada định cư. Tên tuổi ca sĩ gắn liền với các ca khúc ngày buồn, người mang tâm sự hai kỷ niệm một chuyến đi. Gần đây Tâm Đoan thể hiện ca khúc Bolero mới Anh ngủ thêm đi gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội bởi phần lời lạ tai.